Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này chúng ta sẽ làm một số bài tập của chương 12. Và bài tập ở trang 114 nói về phần giao tiếp, communication. Parler de ses difficultés. Parler de là nói về những cái khó khăn của mình. Encourager là mình khuyến khích ai. Ou rassurer, mình trấn an ai. Và bây giờ chúng ta coi CD số 87. Đây là nội dung của CD số 87. Chúng ta coi các ý nghĩa của nó rồi chúng ta sẽ nghe cái phần audio. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người, một người tên là Eva là phái nữ và một người tên là Pepito là phái nam. Chị Eva nói: "Alors Pepito, tu vas toujours au cours de français?" Bạn Pepito ơi, bạn vẫn còn đi tới khóa học tiếng Pháp phải không? Động từ aller đi với giấy từ à. Toujours đây là vẫn còn. Có nghĩa đầu tiên là luôn luôn. Ở đây chúng ta dịch là vẫn còn. Nào Pepito, bạn vẫn còn đi tới các cái khóa học tiếng Pháp phải không? Pepito trả lời: "Oui, mais j'ai peur de prendre la parole." Nhưng mà mình rất sợ phát biểu. Động từ avoir peur đi với de. Avoir peur de faire quelque chose, sợ làm cái gì. Mình rất sợ phát biểu. Prendre la parole là mình lên tiếng nói đó. Chị Eva hỏi: "Pourquoi, tại sao lại sợ?" "Tu t'exprimes bien," bạn diễn tả rất là tốt mà. Động từ s'exprimer là diễn tả những cái gì ở trong đầu mình ra. Pepito trả lời: "Je suis timide," đây là tính từ, mình rất là nhút nhát. "En classe, je suis bloqué," ở trong lớp thì mình hay bị kẹt, tức là nói muốn nói mà nói không được. Động từ bloqué có nghĩa đầu tiên là làm cho tắc nghẽn hoặc là ngăn chặn ai làm cái gì. Chẳng hạn chúng ta có một cái con đường, chúng ta có một cái cửa, mình bloqué nó lại, tức là không ai có thể sử dụng, không ai có thể đi được. Ở đây, ở cái thể bị động, tôi bị bloqué, tức là tôi bị chặn lại, tôi muốn nói ra nhưng mà nó có một cái gì, nó như là chặn mình lại, mình không thể nói được. Và Eva nói: "Courage," can đảm lên, "tu as un bon niveau," bạn có một cái trình độ tốt lắm. Pepito trả lời là: "Je ne crois pas," không, mình không nghĩ là mình tốt đâu. "J'ai du mal à m'exprimer, avoir du mal à faire quelque chose," có nghĩa là mình gặp khó khăn khi làm một công chuyện gì. Tôi rất là khó khăn khi phải diễn tả. "J'ai des difficultés pour lire," tôi gặp rất nhiều khó khăn để mà đọc. Danh từ la difficulté là sự khó khăn và tính từ là difficile. Chẳng hạn chúng ta nói là cái công việc này khó quá, cái ngôn ngữ này khó quá, cái bài tập này khó quá, thì chúng ta dùng tính từ difficile. Còn nếu chúng ta dùng danh từ thì là la difficulté. Nó hơi hơi khác đi một chút. Difficile, difficulté. Tôi có nhiều khó khăn để mà đọc các cái tài liệu, các cái văn bản. Và Eva nói: "Ne t'inquiète pas, ça va aller." Ça va aller là cái chuyện này sẽ tốt thôi. Động từ aller là sẽ tiến hành tốt. Ça va aller là thì tương lai gần, sẽ tốt đẹp thôi. Và bây giờ chúng ta coi cái động từ mà chúng ta gọi là đừng lo lắng, đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ne t'inquiète pas là gì? Ở đây, ở số 6, chúng ta có động từ s'inquiéter là lo lắng. Và đây là động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 thì chúng ta theo quy tắc chung, chúng ta chia cái đuôi của nó là E này. Chia cái đuôi E này bằng E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Như vậy chúng ta thay cái bộ đuôi E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T vào cái đuôi này thì là đúng. Nhưng mà đây là nhóm 1 đặc biệt. Nhóm 1 đặc biệt là chúng có ký tự cuối là E, E, rồi cách một phụ âm. Ở đây là phụ âm T, nó lại gặp một ký từ ơ nữa, người ta gọi là nhóm 1 đặc biệt. Nhóm 1 đặc biệt thì ở 4 vị trí, ngôi thứ nhất số nhiều, xin lỗi, ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít tuy, ngôi thứ ba số ít il, và ngôi thứ ba số nhiều. Ở 4 vị trí này thì chúng ta tự động để dấu huyền accent grave vào chỗ này. Đây nó là accent aigu, nó là dấu sắc, chúng ta đổi thành dấu huyền. Je m'inquiète, tu t'inquiètes, il s'inquiète. Và tôi xin nhắc lại cái quy tắc, đây là nhóm 1 đặc biệt. Nhóm 1 đặc biệt tức là nó có cái đuôi là OE, nhưng mà nó cách một cái phụ âm.
chúng ta thấy phụ âm đây là t, rồi lại gặp một ký tự ơ nữa, ơ rồi phụ âm rồi ơ e, người ta gọi đây là nhóm một đặc biệt. Nhóm một đặc biệt thì chúng ta chia như sau: ở bốn vị trí, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta tự động thêm dấu huyền vào ở cái chỗ ơ này, tự động thêm vào. Nếu là dấu sắc mình đổi thành dấu huyền, nếu không có dấu gì hết chúng ta thêm dấu huyền. Dấu huyền là accent grave, và còn hai cái vị trí còn lại là nu và vu, chúng ta để giống như nguyên thể. Nguyên thể nó là dấu sắc, nó là accent aigu, chúng ta vẫn để là accent aigu. Và bây giờ chúng ta phát âm như sau: je m'inquiète, tu t'inquiètes, il s'inquiète, nous nous inquiétons, vous vous inquiétez, il s'inquiète. Đó là cách chia động từ phản thân. Chúng ta chia cái đại từ phản thân S này, chữ sơ đây là thực chất nó là sơ nhé, đó là đại từ phản thân, nhưng mà hai nguyên âm gặp nhau thì người ta lược đi s'inquiéter, và chúng ta chia cái đại từ phản thân này là je me tu te insert, nous nous vous vous insert. Đó là trong cái bài chúng ta học về từ phản thân chúng ta đã coi rồi. Và bây giờ chúng ta coi thêm một cái quy tắc nữa là nhóm một đặc biệt ở bốn vị trí này chúng ta để dấu huyền. Và bây giờ chúng ta biến cái động từ này thành ra thể imperative, tức là mệnh lệnh cách. Khi làm mệnh lệnh thì chúng ta chỉ làm được ở ba vị trí là ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất số nhiều. Tôi xin lỗi, chúng ta đánh cho nó màu màu vàng đi. Ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất số nhiều, ngôi thứ hai số nhiều. Khi làm mệnh lệnh cách chúng ta chỉ làm ở ba vị trí này thôi. Và bây giờ chúng ta tiến hành làm đổi cái động từ này ở thể khẳng định sang cái mode imperative, cái mode về mệnh lệnh cách. Thì công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta bỏ chủ ngữ đi, bỏ tuy, bỏ nu, bỏ vu, thì nó ra như thế này. Bỏ đi thì mất tuy và còn t thành kết, nó ra như thế này. Hai cái ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều thì chúng ta cũng mất nu và vu, nhưng mà còn lại nu và mu thứ hai, nó ra như thế này. Và bây giờ chúng ta làm cái công đoạn cuối cùng. Đây là động từ nhóm 1, chúng ta bỏ cái S này luôn. Tất cả các động từ nhóm 1 khi chuyển đổi qua imperative chúng ta phải bỏ cái S. Và thế là xong. Và bây giờ chúng ta để nơ đứng trước, pa đứng sau. Bạn đừng có lo, nơ đứng đây, pa đứng đây, nơ tên kẹt pa. Thì nó sẽ ra giống như ở trong bài: bạn đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Eva nói như vậy, nơ tên kẹt pa, nơ tên kẹt pa, nó ra như thế này. Và nếu chúng ta nói là ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta đừng có lo lắng, nơ nu danh kiệt tô pa. Chẳng hạn một nhóm bạn đi chơi rồi thấy là trễ rồi, tối rồi, hết xe buýt rồi, thì một người nói chúng ta đừng có lo, tôi sẽ gọi xe khác, nơ nu danh kiệt tô pa. Chúng ta thấy nu danh kiệt tô và để nơ đằng trước, pa đằng sau, nơ nu danh kiệt tô pa. Rồi các bạn đừng có lo, nơ vu danh kiệt tê pa. Đây là những cái cách rất là hay nói: các bạn đừng có lo, nơ vu danh kiệt tê pa. Và thường thường nói với ngôi thứ hai thì người ta bỏ cái nơ này đi, người ta bỏ đi để nói cho nó nhanh. Riêng ngôi thứ hai người ta bỏ nơ đi thì người ta sẽ nói này, tanh kiệt pa. Tanh kiệt pa là cái cách nói mà chúng ta rất là hay nghe khi một người nói với một người khác ở ngôi thứ hai số ít: đừng có lo, tanh kiệt pa. Người ta bỏ chữ nơ đi. Và tôi vừa trình bày về cái các ý nghĩa của cái bài CD số 78 này. Và bây giờ chúng ta nói thêm về cái động từ encourager và rassurer nữa. Encourager được dịch là khuyến khích ai. Và người ta thấy ở trong cái động từ encourager này có danh từ courage. Courage là như là chị Eva nói với Pepito, can đảm lên. Đây là danh từ, courage là danh từ. Encourager làm cho ai can đảm lên, tức là khuyến khích ai. Chẳng hạn như là bạn này bạn đang sợ học tiếng Pháp, bạn không có thể phát biểu, bạn bị gặp nhiều khó khăn. Thì bây giờ chị Eva là người bạn nói là encourager, khuyến khích cái bạn này tiếp tục. Và động từ rassurer, rassurer là trấn an ai, làm cho ai được an tâm. Như vậy chúng ta đọc lại cái bài này một lần trước khi nghe phần audio. Parler de ses difficultés, parler de là nói về các cái khó khăn của mình. Parler de ses difficultés, encourager là khuyến khích ai, làm cho ai can đảm lên. Hoặc là u là hoặc là rassurer, trấn an ai. Alors Pepito, tu vas toujours au cours de français? Oui, mais j'ai peur de prendre la parole. Pepito ơi, bạn vẫn còn đi học tiếng Pháp chứ? Vẫn còn, nhưng mà mình sợ phát biểu lắm. Pourquoi tu t'exprimes bien? Je suis timide en classe, je suis bloqué. Tại sao vậy?
Bạn diễn tả rất là tốt mà. Ôi, mình rất là nhát, ở trong lớp mình bị kẹt, không có phát biểu được. Courage, cheer on bon niveau, can đảm lên, bạn có trình độ rất là khá. Je ne crois pas, tôi không có tin, tức là tôi không có nghĩ như vậy. J'ai du mal à m'exprimer, mình gặp rất nhiều khó khăn khi phải diễn tả. J'ai des difficultés pour lire, tôi có gặp nhiều khó khăn khi phải đọc. Ne t'inquiète pas, ça va aller, đừng có lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, sẽ tốt đẹp thôi. Và bây giờ chúng ta nghe cái phần audio của CD này. Tu vas toujours au cours de français? Ouais, mais j'ai peur de prendre la parole. Pourquoi? Tu t'exprimes bien. Je suis timide. En classe, je suis bloqué. Courage! Tu as un bon niveau. Je ne crois pas. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai des difficultés pour lire. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Và chúng ta đã giải thích nội dung và chúng ta đã nghe phần audio của CD số 78. Và bây giờ chúng ta điền vào trong này. Người ta yêu cầu chúng ta hãy nghe, écouter et compléter le dialogue rồi bổ túc vào chỗ này. Thì bây giờ chúng ta làm cái công việc là ghi tiếp những cái phần mà người ta chưa ghi. Bạn Eva nói: Alors Pepito, tu vas toujours au cours de français? Bạn vẫn còn đi tới lớp học tiếng Pháp phải không? Thì Pepito trả lời: Oui. Oui, mais j'ai peur de prendre la parole. Oui, mais j'ai peur. De prendre la parole. Và chúng ta đã điền vào theo những cái phần chúng ta đã nghe được. Bạn Eva hỏi, pourquoi, tại sao? Rồi Eva nói tiếp một cái câu. Eva hỏi tại sao tu t'exprimes bien, bạn diễn đạt rất là tốt mà. Pourquoi tu t'exprimes bien? Và Pepito trả lời là je suis timide, mình rất là nhút nhát. En class, je suis, ở trong lớp tôi bị. Và chúng ta điền vào cái chỗ này. Pepito nói là en class, je suis bloqué. En class, je suis bloqué. Bloqué là bị kẹt, muốn nói mà không có nói được. En classe, je suis bloqué. Và bây giờ Eva mới là khuyến khích, courage, can đảm lên, cheer. Và chúng ta điền vào chỗ này. Eva nói là courage, can đảm lên, tu as un bon niveau, bạn có một cái trình độ rất là khá. Tu as un bon niveau, một cái niveau là một cái trình độ về tiếng Pháp. Tu as un bon niveau. Và bây giờ Pepito nói là je ne crois pas. Động từ qua nghĩa đầu tiên là tin, ở đây là nói là tôi không nghĩ như vậy. Mình không nghĩ như vậy, je ne crois pas. J'ai du mal à m'exprimer. Động từ s'exprimer là diễn đạt ra những cái gì có ở trong đầu mình. Avoir du mal à, mình gặp khó khăn khi phải diễn đạt ra. Và bên dưới này, Pepito nói tiếp là J'ai des difficultés pour lire. J'ai des difficultés. Tôi không nghĩ là tôi có trình độ tốt. Tôi diễn đạt rất là khó khăn và tôi gặp khó khăn. J'ai des difficultés pour lire. Difficulté là danh từ. Tôi có những cái khó khăn khi phải đọc. Và Eva khuyên bạn là như này, bạn đừng có lo, mọi chuyện thì đâu sẽ vào đó, tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Là chúng ta đã phân tích là bạn đừng có lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Và bây giờ chúng ta nghe lại cái hội thoại này một lần nữa. Unité 12. C'était bien?
Page 115. Communication. Parler de ses difficultés, encourager ou rassurer. Alors, Pépito, tu vas toujours au cours de français? Ouais, mais j'ai peur de prendre la parole. Pourquoi? Tu t'exprimes bien? Je suis timide. En classe, je suis bloqué. Courage! Tu as un bon niveau. Je ne crois pas. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai des difficultés pour lire. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Bài tập kế tiếp là bài tập liên quan tới các cái từ ngữ về việc thực hành một cái ngoại ngữ. Số 1, qu'est-ce que vous faites en cours de français? Ở trong lớp học tiếng Pháp thì bạn làm cái gì? Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta phải nối kết những cái yếu tố của cái cột bên tay trái với những yếu tố của cột bên tay phải, và người ta nói là có nhiều đáp án có thể diễn ra. A, je prends, ở bên trên chúng ta thấy là je prends la parole, phát biểu. Động từ prendre la parole là phát biểu. Ở trong lớp học tiếng Pháp thì chúng ta phải nói, phải giơ tay lên để mà phát biểu. Je prends la parole. Je corrige. Động từ corriger là sửa chữa, sửa sai. Je corrige un ami de mon cours. Bạn mình có một cái lỗi gì mà mình thấy thì mình sửa cho bạn mình. Je corrige un ami de mon cours. Je pratique. Tôi thực tập. Thực tập đây là thực tập ngôn ngữ. Trong lớp học tiếng Pháp thì chúng ta thực tập về tiếng Pháp. D. Je m'exprime. Tôi diễn đạt ra bằng tiếng Pháp. Đây là lớp học tiếng Pháp thì chúng ta diễn đạt bằng tiếng Pháp. Je m'exprime en français. Je communique. Động từ communiquer là giao tiếp. Giao tiếp thì cũng bằng tiếng Pháp luôn. Je communique en français. Như vậy chúng ta đã nối kết các yếu tố của cột bên tay trái với các yếu tố của cột bên tay phải. Je prends la parole. Je corrige un ami de mon cours. Je pratique la langue. Je m'exprime en français. Je communique en français. Trong bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta hãy sắp xếp những cái phát biểu bên dưới. Ở đây có tất cả là 6 cái phát biểu. Người ta yêu cầu chúng ta sắp xếp các cái phát biểu này vào hai cái cột. Một cột là stratégie pour améliorer son français. Stratégie là các cái phương pháp, các cái biện pháp, các cái chiến lược, những cái gì mà chúng ta cần làm để mà cải thiện tiếng Pháp của mình. Thì chúng ta xem các cái phát biểu này, đâu là những cái phát biểu mà chúng ta cần dùng để mà làm cho tiếng Pháp của chúng ta tốt lên. Làm cho tốt lên là améliorer. Rồi cột kế tiếp là difficulté, là những khó khăn. Faire un échange linguistique. Échange là sự trao đổi, linguistique là về ngôn ngữ. Thực tập, tức là thực hiện những cái cuộc trao đổi về ngôn ngữ, đó là một cái chiến lược để giúp cho cái việc học tiếng Pháp tốt hơn. Kế tiếp, avoir du mal à s'exprimer, động từ avoir du mal à faire quelque chose là gặp khó khăn khi làm cái chuyện gì, gặp khó khăn khi diễn đạt, thì đây là cái khó khăn. Avoir un accent trop fort. Khi chúng ta nói một ngôn ngữ nước ngoài, chúng ta thường có cái accent bởi vì chúng ta học tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, các cái loại ngôn ngữ. Khi chúng ta đã lớn rồi thì chúng ta bị một cái accent của tiếng mẹ đẻ. Như vậy đây là một cái khó khăn, difficulté. Kế tiếp, aller à une soirée polyglotte. Soirée là buổi sinh hoạt buổi tối. Polyglotte là về các cái nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau. Đi tới một cái buổi sinh hoạt về các cái chương trình nói về ngoại ngữ thì đây là một cái chiến lược. Chúng ta phải đi vào các cái buổi sinh hoạt này để có thể hoàn thiện cái việc học tiếng Pháp của chúng ta. Đây là stratégie. Regardez un film québécois en version originale. Coi một cuốn phim của tỉnh Quebec. Quebec là một tỉnh của phía đông của nước Canada. Một cái tỉnh bang này luôn luôn nói tiếng Pháp. Vậy chúng ta coi một cuốn phim của tỉnh bang Quebec ở trong cái phiên bản gốc bằng tiếng Pháp. Như vậy đây là một cái chiến lược, cái cách để chúng ta hoàn thiện tiếng Pháp của mình. Và cuối cùng, s'inquiéter de son niveau, lo lắng về cái trình độ của mình. Như vậy đây là một cái khó khăn. Và chúng ta đọc lại các cái phát biểu. Faire un échange linguistique.
avoir du mal à s'exprimer, avoir un accent trop fort, aller à une soirée polyglotte, regarder un film québécois en version originale, s'inquiéter de son niveau. Xin chào tất cả.